Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chị hôm nay thì mình với mẹ sẽ đi ra vườn nướng đồ ăn nha. Hôm nay thì mình sẽ nướng thịt bò. Nướng thịt bò đây. Giờ mình ướp hoa tiêu mình nướng nha. Đây, cái này là hoa tiêu đây. Cái này mình ướp ít thôi chứ để ăn nó bị tê lưỡi. Đó. Nó thơm giống như là mắm khén vậy đó nha, mà cay cay giống như tiêu nữa. Miếng thịt bò thì mẹ đã xẻo ra thành mấy cái ô vuông vuông nha. Đó, để mình ướp cho nó thấm. Dầu hào, thêm múc dầu mè luôn, rồi ớt sa tế, rồi ớt bột luôn cả nhà, rồi cuối cùng là tỏi. Nay mình nướng ngoài vườn rồi mình ăn tại chỗ luôn nha cả nhà. Ăn vậy cho nó sướng. Thấy chiều nay mát mẻ, không mưa nữa nè. Giờ không mưa cứ hồi sao à. Thấy mát mẻ quá. Đó, miếng thịt bò nhìn đỏ ao đã ghê chưa. Mình thích nhất là cái cảm giác mà vừa nướng đồ ăn xong á, mình ăn liền cái tại chỗ nó ngon. Chứ đợi lên bàn là nó nguội ăn hết ngon rồi. Đó, miếng thịt bò của mình quá hấp dẫn luôn, thơm ghê luôn, nhất là cái mùi của hoa tiêu nha cả nhà. Hôm bữa mình có nướng thử một lần rồi ăn rất là ngon. Ngoài thịt bò thì mình sẽ nướng thêm vài con tôm với con mực nữa nha cả nhà. Đây mực ống đây. Dùm ướp luôn, đang hầm nướng luôn. Hai cái này thì mình sẽ ướp chung, ướp với sa tế thôi là đủ rồi. Rồi, tôm luôn. Đơn giản thôi. Con mực quá là ngon luôn. Cái này lát nữa mình sẽ làm thêm vài lon bia nữa nha. Ngon lành luôn á. Còn mấy tôm này thì giờ mình sẽ lấy cái que mình xiên. Tiếc cái là tôm này hơi nhỏ nha cả nhà. Tôm này để dành ăn lẩu rồi á. Chứ nướng thì tôm bự bự hơn xíu nó mới hấp dẫn. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần nước chấm nha. Ở đây là hoa tiêu mình còn chừa lại ít nè. Bây giờ mình sẽ giã ớt vô, với lại cho thêm mấy cái lá rau răm nè. Còn miếng ngò rí nữa, cho thơm. Rồi, muối. Thường mình làm muối thì đường nó sẽ gấp đôi muối nha, cho nó không có mặn nè. Yên tí bột ngọt. Rồi, giã. Cái này để chấm thịt bò rất là ngon luôn nha, thơm lắm. Rồi, giờ mình sẽ cho tắt chưa? Tầm khoảng 2 trái. Rồi, mình sẽ quậy lên, bỏ cái phần hột này đi. Rồi, rút muối ra. Đó. Này chấm bò nướng là hết sảy luôn nha. Rồi, có lửa than rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình bỏ lên mình nướng nha. Phục thịt bò đỏ ao thì hấp dẫn luôn nè. Giữa đó đó. Tiếp theo là cho con mực lên luôn. Mực luôn. Nướng nguyên miếng bự vậy đi, hồi cái mình ăn mình lấy kéo mình cắt. Rồi, kế tiếp mình cho miếng tôm mình nướng luôn. Mới để lên thôi mà cái miếng thịt bò của mình nó bốc mùi thơm luôn rồi nè. Chưa gì mà thèm chảy nước miếng rồi đó. Này tôm nhỏ cho nên mình nướng nhiều con, chứ gặp tôm bự bự mình nướng tầm 10 con là đủ rồi. Hấp
Trời ơi, ngồi ngay hướng gió thơm quá. Rồi, xin mời cả nhà cùng thưởng thức tiệc nướng ngoài trời của hai mẹ con mình nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Thôi, tôm chín rồi, mình ăn tôm trước rồi mẹ ơi. Tôm rồi. Trời ơi, đã ăn luôn nè. Rồi. Tôm vậy là vừa rồi. Đã, thơm. Bỏ cái đầu. Tao cái đường ăn được rồi. Ôi, còn nóng, ăn nó đã. Nhai luôn vỏ. Ôi, cái mùi sạch đấy. Mời cả nhà. Xin mời. Nóng vậy mới ngon không? Đồ nướng mà ăn nóng vậy mới ngon. Tuyệt vời luôn. Quá ngon mà. Ăn vậy mới đã. Thôi. Ngồi. Rồi. Mình đã chín hết thì mình gom lại gốc nha. Để nó khô nó không ngon. Ăn vậy thì chứ còn gì bằng. Nước chấm ngon chứ ta. Cà khe ngon ha. Cà khe ạ. Chứ có mùi rau răm hồi lý thơm rồi đó. Ăn kiểu này mấy con tôm trong mọc hết nhà. Mực chín chưa mà? Mực coi chưa. Chút nữa. Cay đã ghê. Con tôm nước rồi. Tiếp tục. Này nó khô. Rồi nó sặc. Ướp sạch tế nó đã cay rồi. Chấm muối nó cay nữa. Nước chấm không? Giờ 5 giờ chiều rồi nha. Bình canh là vừa đủ. Vừa đủ sáng để mà quay nó còn thấy đồ ăn nó còn hấp dẫn ha. Lại là trời thời tiết nó mát mẻ nữa. Ăn đi Minh. Quốc ban tôm trong vòng 3 nốt nhạc. Ngọt ha. Kẹp rau vô đúng không? Tôm tươi nó ngọt. Nên có cả bếp xanh tí tô nữa. Cả bếp xanh này chủ yếu hồi nữa mình kẹp với thịt bò nó ăn ngon ngon. Còn thứ tư thường á, tôm mình nướng cái nó dính cái vỏ vô á, làm biến lọt ăn luôn. Tôm mình nó nhỏ mình ăn luôn, ăn vỏ. Thơm quá. Món lẻ bốn con rồi. Quên, không thể thiếu cái này được. Đây. Trời ơi, nó đã. Mẹ uống không mẹ? Đi nữa hả? Mẹ uống không? Uống miếng thôi hả? Ít ít thôi. Ăn nhiều đó hả? Cho nó tiêu rồi chứ. Đây. Cho nó mau tiêu rồi. Rồi, vô, xin mời cả nhà. Vô, vô mẹ. Vô. Vô. Ngọt. Ở đây. Còn nóng ngọt không? Bò mình chín rồi mà. Bò hả? Chưa đâu. Ta tái được không? Thèm thịt bò quá. Chút nó ra. Thôi giờ mình cắt ra đi. Hả? Đúng rồi, cắt con cắt đi. Cắt đi. Cắt ra cho lẹ chín. Cắt ra. Không nghĩ là chín luôn chứ. Chín chưa? Đây. Chín rồi. Ồ, chín rồi.
Con cắt ra cắt cục vuông vuông ra đi rồi mình hơ hơ cái kẽ đường giữa nữa. Bà nó ăn nước mắt nước mũi chảy ra. Gai. Chín rồi mẹ ơi. Chín rồi, con cắt luôn đi, cắt luôn để đó cho nó nóng nha. Trời ăn gì? Tuyệt vời chứ. Tuyệt vời không mặt trời. Trời chín nè. Khô luôn rồi nè. Đó. Rồi con cắt luôn đi. Than cũng tàn rồi, tàn than rồi. Để vậy cho nó nóng. Rồi. Đây mình tận dụng mấy cái que nãy. Đây thử đây. Khoan hãy chấm nha. Cắt ra. Để mình ăn thử cái gia vị cái nãy mình ướp như thế nào rồi. Rồi xin mời cả nhà. Thơm quá, không biết sao đây nè. Rồi thơm quá. Rồi mời cả nhà. Giờ mình bị nghiền, nghiền cái hoa tiêu này. Hoa tiêu. Mình xào luôn. Bò tơ nè, mềm ha. Ừ, ngon. Cắn cái một xớ luôn. Chín rồi mình ơi. Vậy mắn mắn là ok luôn hả mà. Chín luôn hả? Mà chả bức mực. Chín này. Chín rồi. Chín nách. Cái này khỏi chấm luôn cũng được không? Nó cũng ok vừa vừa. Cũng được. Nhưng được, mà mình chấm vừa. Có thể mình chấm sớt sớt cái nước chấm này cho nó chua chua nè. Nó có gì tắt á. Ngon mình. Mềm. Chấm cận cảnh cho cả nhà xem nè. Mẹ ướp thịt nướng rồi nè, cũng ok, xuất sắc luôn. Mà quên ha. Mình kẹp táo xanh vô nữa nè. Đó, kẹp vô. Cho mình gói lại. Ngon. Xuất sắc. Cá bơ xanh nồng nồng ha. Ngon. Bò tơm mềm. Mềm xèo luôn á nhờ. Không hề dai luôn. Có điều cục bự quá. Nhai hơi lâu xíu. Cắt nhỏ nữa. Mẹ ướp thịt ok quá. Vô. Chán không? Ăn có đã. Nhức nách luôn anh ơi. Chấm miếng cho nó chua chua nữa. Kẹp với tô với kẹp tôm tô rằm ngon. Cái này bộ phận nào cũng bò cả. Hả? Này bộ phận nào? Cái này hình như cái phần trên dai á. Mềm quá ha, ngon quá. Rồi chấm với cái nước chấm này, bà cháy. Dai ngay cục gu á. Ngay cái gu cỏ này nè. Chắc cục bự quá. Con cắt theo cái ô vuông luôn á. Kẹp tim rau răm, lọt lọt cái mấy cái rau giúp cá thơm ghê. Chảy mồ hôi, chảy mũi. Con nghĩ mấy cái rau này cũng chín rồi. Chín rồi. Rồi. Mày gắp giùm con cắt thôi, còn mày thử cái rau coi. Đói. Hả? Đây, cái này cái rau mực, cái răng mực nè. Xin mời cái nhà uống tới con mực nha. Rồi, cài ta. Giòn dữ coi. Ngon.
Rồi mời cả nhà luôn. Từ trong ăn nó giòn nó ngọt. Giòn thôi không? Kẹp rau vô. Chị muốn khói ăn cơm nữa. Ăn vậy mà còn ăn cơm gì nữa. Ừ. Quá đủ chất luôn. Có cơm. Con nghĩ con mực này chín rồi. Mực chín rồi. Giờ mới tâm cho nó lên nè, để nó khô. Để tém nó qua ờ. Để ra luôn. Đó, để nó khô đúng không? Ai. Em con mực qua đây. Cắt mực đi được rồi đó, mực chín rồi. Con mực nướng hồi nào nó cũng quéo trong lại. Cắt làm đôi thôi. Sao nè. À. Cắt đó con lăn lại một cái nữa đi. Chưa chín hả? Quấn giữa nè. Chưa chín hả mà? Cái đuôi chín rồi, con này nè. Chị này đưa ra một xíu. Ừ. Cái này nó bị cuốn nè. Nó cuốn con lật lại cái đó đó. Thôi để con cắt ra luôn đi. Cắt làm đôi nè. Đó vậy đó, hư lại cái nữa rồi. Đó, ừ. Rồi. Đó. Cái đuôi. Ăn cái đuôi đi, cái đuôi chín, cái đuôi nó mỏng. Ôi. Ôi chừng. Rồi mở cái nhà. Cài hả mày? À, cài quá. Ăn giòn lắm. Ngon nước à. Bởi vì nướng xăng nóng à, ngon. Cay quá. Tiếp đi giống được. Đó chỉ là cái vỏ thôi, bên trong là bia. Vô hết luôn ạ. À. Quá. Nhiều. Ai, sướng sướng. Kẹp lá tía tô ra mình. Quá đã. Tôm cũng ngon. Mực em tôm cũng ngon, mực cũng ngon, bò. Nhưng mà thôi trời cũng tối rồi. Tối quá bắt đầu mình quay nó bị thiếu sáng, nó hết đẹp rồi nha. Xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp cả nhà ở video clip tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Quá sắc cài luôn. Vậy thôi nha. Tạm biệt thôi nha cả nhà chứ là còn nữa. Còn á. Uống cà giả mang. Tôm.